Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ. Nhầm, chào các bạn đến với Taro Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip ha. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây cũng như là để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen mình thì chào các bạn. Mình là bà cô già của các bạn đây. Mình có một kênh Taro thứ hai là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này mình làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Taro Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self-love, phát triển bản thân giữa đấng tuần, giữa đấng tháng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip về dự báo tổng quan tháng 7. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là một xíu. Xin chào các bạn chọn tụ 1 ha. Thì trước khi đi vào phần giải bài thì các bạn có thể subscribe kênh để ủng hộ mình và chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh này nhiều hơn. Kênh này nó bị flop đó mọi người. Nói chung kênh này nó nghiêm túc, nó chỉnh chu quá nên có vẻ như nó flop. Thì để coi cái công việc trong tháng 7 này của các bạn sẽ như thế nào ha. Chúng ta có lá năng lượng chung là lá 5 tiền. Bạn có Strength. Bạn có The Star. Và bạn có một lá nữa là lá Ten of Pentacles mà ngược. Mình thì mình không có xài bài ngược, nhưng mà nó ngược thì tức nghĩa là nó ngược. Là mình do mình để lại lộn á, nhưng mà nó ngược thì mình vẫn có thể giải được. Đối với mình á, thì cái lá 5 tiền ở đây á, nó mình cảm giác kiểu giống như là bản thân bạn trong tháng 7 này, mình thấy là bạn có nhiều cái điều nào đó mà trong trong tâm trí của bạn, trong suy nghĩ của bạn, bạn khá là quan tâm. Kiểu giống như là tôi có cái A, cái B, cái C nào đó tôi bận tâm và tôi cần phải sắp xếp lại. Và mình cảm giác giống như là bạn đang tự hỏi với bản thân bạn rằng là thực sự cái gì mới là cái mà làm cho bạn cảm thấy thoải mái, làm cho bạn cảm giác muốn làm. Mình thấy ở dưới có Strength, lại có thêm Star mà 10 tiền bị ngược. Thật ra Strength với Star thì mọi thứ nó cũng khá là ổn, nó không có vấn đề gì đâu bạn. Tức nghĩa là công việc nào của bạn đang làm thì cứ giữ nguyên vị trí ở đó, bạn vẫn cứ nên tiếp tục. Bởi vì mình dùng từ đó là cái môi trường này, cái công việc này thật sự nó rất là phù hợp với mấy bạn. Star nữa tức nghĩa là bạn có cơ hội phát triển và bạn có thể phát triển hơn như thế nữa. Chỉ là 10 tiền tức nghĩa là đôi khi á, mình cảm giác là bản thân của các bạn không cảm thấy không có thật sự thoải mái 100% với công việc của các bạn đang làm. Nhiều người sẽ hỏi, ủa tại sao nói về cái môi trường nó tốt, nói về cái khả năng phát triển nhưng mà bản thân người này lại không cảm thấy thoải mái. Nhiều khi áp lực công việc, nhiều khi cái 10 tiền ngược nó liên quan tới những cái thứ mà bạn có được á, bạn cảm thấy giống như là kiểu giống như bạn muốn có một cái khoảng thời gian mình gọi là break time for, nói chung một cái khoảng thời gian cho bản thân. Mình thấy 5 tiền ở đây giống như là bạn, mình cảm giác là cái thời điểm này bạn muốn dành thời gian cho những cái thứ khác ngoài cái thứ chính này. Giống như bạn nghĩ là à bây giờ mình sẽ làm thêm cái gì đây, mình có muốn phát triển thêm cái gì nữa hay không, mình có cần phải thay đổi cái gì nữa hay không. Mình cảm giác giống như là bản thân bạn là một người khá là cầu toàn và có một cái suy nghĩ là cầu tiến. Thành ra mình thấy là nếu bạn đang làm trong cái môi trường này, mình nghĩ sẽ có người hỗ trợ, sẽ có người tạo điều kiện, cũng như là bạn sẽ phát triển lên một cái tầm, một cái bậc mới. Tại vì thật sự 10 tiền á, 10 tiền mà 10 tiền thuận á, tức nghĩa là bạn ở trong cái vùng an toàn, nhưng mà 10 tiền ngược tức nghĩa là bạn thoát ra luôn rồi. Bạn cảm giác giống như là ok, bây giờ cái vùng này, cái lãnh địa này, cái thế giới này là của tao, trò chơi này là của tao. Còn lúc trước giống như là chơi trong nhà nhau thôi và không có muốn phát ra ngoài. Còn bây giờ là 10 tiền ngược tức nghĩa là ok, tao biết sức của tao đâu, một mình tao chấp hết đó. Nhưng mà mình cảm giác giống như với cái tâm tính, với cái tính của mấy bạn á, thì thật ra mình vẫn cảm giác có một cái sự gọi là khiêm tốn, một cái sự gọi là chuẩn chỉ nào đó ở đây. Mình cảm giác là bản thân các bạn vẫn còn muốn phát triển bản thân thêm nữa, chỉ là bạn cảm giác là mình nên phát triển cái gì. Tại vì mình thấy trong bạn có khá là nhiều thứ mà các bạn quan tâm, nhưng mà các bạn chưa có đủ cái gọi là cái rẽ hướng để làm cái mà các bạn mong muốn. Tức nghĩa là bạn đang tìm một cái con đường sao cho phù hợp trước khi các bạn đầu tư cái sức hoặc là cái vốn vào. Rồi bản thân những bạn nào đang có ý định chuyển việc, đổi việc, đi tìm việc mới mà lỡ xin nghỉ rồi á, thì bài nói là các bạn sẽ sớm có cơ hội thôi. Có thể là tháng 8, có thể là cuối mùa mưa, có thể là cái khoảng mà thời gian mà mưa bắt đầu nó bớt lại rồi, hoặc là cái lúc mà gần Trung Thu ha. Thì mình cũng không biết Trung Thu nó có hơi xa quá không, nhưng mà thôi đại loại là cỡ đó.
Bây giờ qua tới cái phần gọi là tình cảm và các mối quan hệ nói chung, thì cái lá năng lượng tổng quan của các bạn là lá chính cốc. Nó sẽ hơi chói một chút xíu nha, tại mình để cái đèn bàn của mình nó nằm ở chỗ đó. Mà cái đèn bàn thì mình cũng không có điều chỉnh được ánh sáng, thành ra nó sẽ hơi hơi chói, mình quay ban đêm. Đợi mình tí. Bạn có lá kỵ sĩ kiếm. Ây da, mình quên tính cái đèn á. Bạn có lá người đưa tin cốc. Và bạn có lá Seven of Wands, 7 gậy. Đối với những bạn chọn tủ số 1 này á, về tình cảm và các mối quan hệ của các bạn trong cái... Ôi rồi sao nó chói dữ vậy? Kiểu giống như chói mà muốn lé sáng luôn. Đối với những bạn chọn tủ số 1 về tình cảm và các mối quan hệ nói chung, thì xét về cái năng lượng á, thì mình cảm thấy là có thể trong cái... dùng từ sao ta, trong cái tháng này thì cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ có... Mình nghĩ là có tin tức các bạn, hoặc là bạn nếu mà bạn đang chờ, hoặc là bạn đang móng trong một cái sự liên hệ, sự liên lạc, hoặc là một cái hành động, bạn có người tới, tại vì mình thấy có người tới nhưng mà mình không có muốn chốt hạ nó vô khía cạnh là tình cảm. Chỉ là nếu mà trong cái tháng này bạn có đi đâu nè, bạn gặp ai nè, bạn định gọi là liên hệ với ai đó, hoặc bạn đang chờ tin tức từ ai đó, có thể bạn sẽ nhận được tin tức từ một cái người nào đó ở đây. Không biết để làm sao cho nó sáng mà nó không chói nữa. Thôi kệ nó nha. Rồi kiểu giống như là một số bạn á, thì mình cảm thấy là trong cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ có những cái sự gọi là, mình không gọi là cái sự lùm xùm, nhưng mà kiểu giống như là nếu mà bạn có nhiều cái đối tượng, thật ra mình không nghĩ quá nhiều đâu, nhưng mà kiểu giống như là bạn chơi trong một cái nhóm thì mình cảm giác có người hơi ganh tị, có người hơi tị nạnh, nhưng mà bạn vẫn là bạn thôi. Mình thấy bạn có lá 7 gậy ở đây, nhưng mà 7 gậy này thì nó khá là giữ được cái vùng lãnh thổ của nó, nên mình cảm giác cũng không sao. Chủ yếu đó là bản thân mình biết mình là ai, hoặc là mình như thế nào thôi. Rồi trong các mối quan hệ của các bạn thì mình cảm giác là sẽ có một cái sự mình dùng từ là, nếu mà mình nói về tị nạnh á, thì cái tị nạnh này nó liên quan đến chuyện là giống như ai cũng muốn rượt hoặc là muốn hướng lên bạn, còn bạn thì bạn ngồi có một cục ở chỗ đó. Mình cảm giác là bạn không có thiết tha lắm về cái cuộc đua này. Mình cảm giác giống như là ok, ai cứ đua đua tao cứ ngồi đó ngồi. Đó là các mối quan hệ nói chung ha. Về cái mình thấy có lá pay với một lá nai, thì có thể hai người này là hai người khác nhau, không thể nào là một người. Nếu mà một người thì cái người này họ sẽ rất là, tính tình của họ nó sẽ rất là nắng mưa. Còn nếu mà hai người khác nhau thì mình nghĩ một người sẽ trạc tuổi các bạn và một người sẽ trẻ tuổi hơn các bạn, hoặc là cái tính cách của họ non nớt hơn. Hai người này thì mình nghĩ là, mình không nghĩ là họ có làm cái gì bạn, nhưng mà mình nghĩ là họ có thể sẽ giống như ngồi lê đôi mắt, hoặc là sẽ có những cái lời nói thị phi, bóng gió, những cái gì đó. Nó hơi hoa mỹ, nó hơi tào lao mỹ lao. Đến cái phần tình cảm á, thì nếu mà bạn nào còn độc thân vui tính á, thì bài của các bạn lên á, thì mình cảm thấy là cái sự độc thân vui tính của mấy bạn nó sẽ, mình không gọi là nó kéo dài, nhưng mà nó cũng không có có một cái mới. Tại vì thật sự bài lên mà kỵ sĩ kiếm với Page of Cups á, nếu mà có người thì thật ra người này họ cũng sẽ chưa có động tĩnh gì nhiều, đã vậy còn thêm năng lượng gốc là chính cốc nữa, thì bản thân của cái câu chuyện tình cảm trong thời điểm hiện tại là nó đang dừng, hoặc là chưa có cơ hội, chưa có động tĩnh mới. Mình nghĩ là cần phải bứt dây động rừng, cần phải khua chiên múa trống gì đó để cho cái câu chuyện nó khác đi. Tại vì mình thấy một phần là bản thân của các bạn á, nếu mà nói về việc bạn có sẵn sàng yêu hay không, mình nói là có, nhưng mà nếu hỏi bạn có đối tượng phù hợp không, mình sẽ nói là không. Thứ nhất là vì bản thân bạn không thấy có đối tượng hợp. Thứ hai nữa là bạn cảm thấy giống như là thôi tạm thời trước mắt mình cứ lo chuyện của mình là 7 gậy, tức nghĩa là bạn lo những cái bạn đang và đã và sẽ làm hơn là những cái mà nó liên quan tới gọi là tình yêu, tình ước các kiểu. Hoặc là nếu có thể như mà mình nói, có thể là sẽ có ai đó liên hệ hoặc là tìm đến bạn vì một cái lý do nào đó. Còn cái chuyện tình cảm đó nó có là mình nghĩ là người cũ. Còn đối với những bạn nào mà đã có đôi có cặp á, thì bài của các bạn lên mình thấy là trong cái mối quan hệ giữa hai bạn trong thời điểm hiện tại á, thì mình thấy là mỗi người đều có những cái hướng đi và có những cái tính cách nó cũng khá là ngang bướng hoặc là tương đồng với nhau. Hai người đều là những người có cá tính mạnh hoặc là những người có cái sự cứng đầu nhất định. Trong cái mối quan hệ này thì mình cảm giác là nó xây dựa trên cảm xúc,
nhưng mà cảm xúc này nó cũng còn non và khá là xanh. Nhưng mà hai bạn thì mình cảm thấy giống như là đều có một cái ý, hoặc là đều có một cái quan niệm là người này nên làm theo ý của người kia, nhưng mà mình cũng không có thấy rõ về cái việc là ai nghe theo ai. Nhưng mà ít nhất là mình cảm thấy là thân ông lo, thân bà lo, và mình không có thấy có một cái sự gọi là, nếu mà có đớp chát, có chởn mãn vì gì với nhau thì mình cũng không có thấy là có làm mất lòng hoặc là làm nhau buồn. Thì bây giờ mình sẽ qua đến phần gọi là thời vận và sức khỏe ha. Thời vận và sức khỏe của các bạn, lá năng lượng chung thì các bạn có The Emperor, bạn có lá Ten of Swords, bạn có The High Priestess, và bạn có lá Nine Cup một lần nữa. Bạn có hai lần lá Nine Cup. Đối với những bạn chọn tủ số 1 này á, mà về thời vận và sức khỏe của các bạn á, thì mình nghĩ là thời vận và sức khỏe của các bạn khá là ổn. Nó ổn, mình dùng từ ổn thôi nha, chứ mà không phải tốt nha. Tại vì mình thấy có 10 kiếm là mình biết, không, này 8 kiếm chứ không phải 10 kiếm đâu. Bạn nào mà hay nằm mơ nè, khó ngủ nè, hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ á, thì nên cố gắng để ý nhiều hơn tới cái giấc ngủ của các bạn. Mình thấy giấc ngủ bạn không tốt. Thứ hai nữa là các bạn cần nên có những cái thay đổi nào đó nhất định về thói quen sinh hoạt, cũng như là điều chỉnh lại về cái mình cảm giác cái mai, cái suy nghĩ của các bạn, cái trí óc của các bạn nó không được ngơi nghỉ lắm. Mình cảm giác các bạn khá là mệt, hoặc là các bạn khá là đuối với cái cuộc sống hiện tại, và mình thấy các bạn cần một cái chính cốc. Thật ra chính cốc đây không phải là kiếm vàng đi coi bói đâu nha. Chính cốc ở đây là kiểu giống như là hãy biết trân trọng bản thân hơn, và hãy biết cái giá trị của mình nằm ở đâu. Mình nghĩ là đừng có cố quá thôi. Còn về cái sức khỏe là vậy. Còn thời vận của các bạn thì mình nghĩ là mình dùng từ có công mài sát có ngày nên kim đó. Tại vì giống như ở đây tôi là một cái kiểu giống như là cô gái gọi là bó tay, xong rồi tôi thành một cái phù thủy, xong rồi bây giờ tôi trở thành một bà đồng. Thì nó giống như một cái sự phát triển theo thời gian. Thì mình nghĩ là thời vận của các bạn không phải là thời vận từ bên ngoài mang tới, mà là thời vận do bản thân các bạn mang lại. Tức nghĩa là nếu chịu khó thì tất cả thành công trong cái tháng này nó đều do bạn tạo ra và gặt hái hết. Và mình nghĩ bạn sẽ có một cái tin vui, một cái thành công nào đó mà bạn chắc chắn xứng đáng được nhận trong cái tháng này. Xin chào mấy bạn chọn tổ số 2 ha. Trước khi đi vô phần giải bài thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, cũng như là chia sẻ và giúp mình phát triển cái kênh này hơn. Bởi vì kênh này quá chỉnh chu và nó quá nghiêm túc nên thành ra nó bị flop đó mấy bạn. Thì cái kênh khu vườn nhỏ thì khá phát triển, còn kênh này thì nó hơi flop, thì cũng thương và tội nghiệp nó lắm. Thì bây giờ mình sẽ giải bài cho tụ 2 ha. Thì mình sẽ đi vào phần công việc trước. Thời vận thì tình cảm. Công việc trong tháng 7 của các bạn, về lá năng lượng chung thì các bạn có 8 cốc. Bạn có lá 8 cốc ha. Rồi, bạn có lá 8 tiền. Xong cái 8 gậy, 8 kiếm, 8 gậy, kiếm, gậy kiếm, cốc tiền hết luôn rồi. Kiếm nè, bay ben nè, ối lộn, bay kiếm nè. Nhà bạn có lá 3 tiền, vừa 8 tiền, còn 3 tiền, làm chắc buồn đầu luôn. Đối với những bạn chọn tuổi số 2 thì công việc của các bạn trong tháng 7 này á, mình thấy là nói chung là không có thiếu việc để cho các bạn làm đâu. 8 tiền là đã thấy đủ việc rồi, còn thêm 3 tiền nữa là sẽ có việc mới để phát sinh. Nhưng mà mình thấy bản thân của các bạn á, cũng khá là cũng không hẳn là người chuẩn chỉ hoặc là một người quá siêng, nhưng mà đại loại là các bạn biết là mình nên làm cái gì trong thời điểm này. Một số bạn thì mình thấy là đang có những cái suy nghĩ là liệu ta có nên làm chỗ này nữa không ta, nếu mà mình làm chỗ mới thì sao ta, hay là bây giờ mình đổi chỗ thì sao ta. Mình thấy là bạn đang kiểu giống như là Donnie đóng dài, giống như cái áo khoác của cái thằng nhóc này là một cái con sư tử đi ha. Thì cái áo khoác này nó đang bị rộng so với cái đứa bé này. Một á, là cái môi trường làm việc đang không phù hợp với các bạn. Hai á, là cái chỗ này bạn cảm thấy là bây giờ mình đủ lông đủ cánh nè, bây giờ mình ít nhất mình cũng có một cái nền nè, mình có nên chuyển không, mình có nên bay không, nếu bay thì bay đi đâu, bay chỗ nào và khi nào thì bay. Mình cảm thấy ở trong đầu bạn nó có một mớ câu hỏi, bởi vì nó lên pay up soul, và cái suy nghĩ của các bạn á, nó càng lúc nó càng gọi là nung nấu, nó càng lộ ra, hoặc là nó càng khiến cho các bạn đứng ngồi không yên.
Một số bạn chọn thủ số 2 này sẽ cảm thấy giống như là tao chán lắm rồi, làm ơn giải phóng tao đi, làm ơn đừng làm cái gì đó nữa, làm cái khác đi, làm cái mới đi, tại sao công việc nó cứ thế này thế kia, tại sao cứ nói đi nói hoài hoài. Mình cảm giác là trong cái tháng này các bạn có thể họp hành rất là nhiều, có thể sẽ có những cái kế hoạch điều chỉnh, sẽ có, ngoài ra mình thấy từ 8 tiền xuống 3 tiền, mình cảm giác là có thể sẽ có người ra đi. Ra đi tức nghĩa là có người nghỉ việc, có người đổi việc, hoặc là phòng ban cấu trúc, cơ cấu tổ chức phòng ban của các bạn sẽ có sự thay đổi hoặc là sự điều chỉnh. Một số bạn hoặc là sẽ có một cái vấn đề gì đó xảy ra trong cái cơ cấu tổ chức của công ty. Nói chung là kiểu gì kiểu cũng sẽ có sự cơ cấu nó lại. Rồi một số bạn thì mình cảm thấy giống như là có bạn nào mà đang lo về cái việc gọi là đi tìm công việc mới, mặc dù mình biết là thường cái phần đi tìm công việc mới mình sẽ giải cuối cùng trong phần công việc, nhưng mà nó lên luôn rồi. Thì mình thấy nếu bạn nào đang rất là lo lắng về cái việc là liệu á, nếu mà tôi đi đã lỡ xin nghỉ hoặc là tôi đi tìm môi trường công việc mới thì bao lâu tôi có, hoặc là thì có nên hay không, thì bài lên mình nghĩ là được. Nhưng mà mình nói trước là cái chỗ mới này nó sẽ không bằng chỗ cũ, bởi vì nó có thể cho bạn nhiều cái thứ để học hỏi hơn, nhưng mà xét về mức độ ổn định, xét về mức độ chắc ăn thì chắc chắn chỗ mới này không thể nào bằng chỗ cũ. Nhưng mà nếu mà bạn muốn gọi là bạn chán chỗ cũ quá hoặc là bạn lỡ rồi á, thì chỉ có nước là như vậy, nhưng mà mình nghĩ không nhanh được đâu nha. Tại vì thường mà lên 3 tiền mà 8 góc á, thì xin việc rất là khó, hoặc là đại loại là nó sẽ hơi trật ruột một chút xíu, sẽ có trục trặc gì đó về lương hoặc là về phúc lợi rất là nhiều, hoặc là bạn sẽ bị làm công việc dưới lương, dưới mức lương, hoặc là cái chỗ này nó sẽ hơi là một cái chỗ làm việc hơi thiếu nguyên tắc, hoặc là làm việc hơi cẩu thả, hoặc là kiểu như là nói thì nghe hơi ghê, nhưng mà kiểu giống như là một cái chỗ mà cái quy trình của nó chưa được có xây dựng một cách gọi là chỉnh chu á. Mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Rồi một số bạn thì về công việc á, mình cảm giác là bạn nào mà đang nằm ở cái level mà gọi là, mình dùng từ là lửng lửng đi ha, senior mà cũng chưa tới senior á, thì nó kiểu giống như là một cái người mình thấy trong tháng tới có thể công việc của các bạn nó sẽ có một cái sự điều chỉnh, bạn sẽ được giao phó một cái công việc nào đó mới mà nó liên quan đến việc gọi là dự tính, dự trù, lập kế hoạch, hoặc là điều chỉnh, hoặc là chấn chỉnh, hoặc là chỉ huy, hoặc là làm một cái mảng nào đó nó nặng hơn. Nhưng mà mình cảm giác là bạn, một là bạn không thích làm, hai là có thể bạn bị đẩy qua làm thêm một cái bộ phận khác, một cái mảng việc khác mà cái mảng này nó đòi hỏi. Còn nếu không nữa là bạn làm trong một cái công việc cũ, nhưng mà bạn làm một cái công việc nào đó nó hơi mới so với bạn, và bạn phải đòi hỏi, bạn phải có một cái sự rèn luyện, hoặc ít nhất là tìm tòi, hoặc là bạn phải tự gầy dựng, bạn phải xây lên, bạn phải tìm hiểu, bạn phải làm rất là nhiều cách để biết cách làm cái việc đó, chứ mình cảm giác không dễ đâu. Bây giờ mình sẽ qua phần tình cảm ha. Tình cảm và các mối quan hệ nói chung của các bạn. Thì lá năng lượng chung của các bạn là lá 6 kiếm. Năng lượng chung mà 6 kiếm à. Ủa bị nhiễm xuống nó dính dưới ngoài. Bạn có lá Temperance. Bạn có lá 2 kiếm. Trời đất ơi. 3 kiếm. Về tình cảm và các mối quan hệ nói chung á, thì thật sự bài lên hơi bị bướm đó. Tại vì vừa 2 kiếm, vừa 3 kiếm, là 5 kiếm, là thêm 6 kiếm, tức nghĩa là 11 kiếm. Trên 6 kiếm, dưới 5 kiếm. Trong cái tháng 7 này, một số bạn chọn tụ số 2 á, thì các mối quan hệ của các bạn nó sẽ, mình cũng không biết tại sao tụ 2 nó có hay có cái khuynh hướng á, đó là thanh trừ hoặc là thanh lọc, hoặc là bạn sẽ lọc lại cái mối quan hệ của các bạn. Trong tháng này sẽ có những cái sự kiện nào đó nó không, mình dùng từ là không mấy thuận lòng các bạn nha, chứ mình cũng không nói là nó có vấn đề, có nghĩa là có những cái chuyện mà mình cảm giác là bạn không có mong đợi là nó sẽ diễn ra, nhưng nó sẽ diễn ra và nó làm cho cái mood của bạn nó sẽ swing, tức nghĩa là nó sẽ lắc lư, hoặc là nó kiểu như là đung đưa, hoặc là nó hơi bấp bênh ha. Thành ra nó mới có lá Temperance ở trên. Một số bạn thì mình cảm thấy là trong cái suy nghĩ của các bạn nó hay có cái gọi là có bạn nào mà hay kiểu hơi né tránh vấn đề không, kiểu giống như là khi mà tao buồn thì tao sẽ tìm tụi bay, tìm tụi bạn tao để tao đi chơi, để tao đú, hoặc là đại loại là kiểu giống như là tao không đú thì tao sẽ né cái vấn đề này bằng cách giống như là tao giả điên, giả khùng, giả quên, bận đập đầu vô công việc, hoặc là làm cái gì đó để quên đi mọi thứ. Mình thấy các bạn sẽ có khuynh hướng là như cái ông này nè, 6 kiếm á, tức nghĩa là đưa dũng nít á. Rồi
các mối quan hệ của các bạn trong thời gian này nó cũng, mình thấy bạn muốn cắt đứt liên hệ với rất là nhiều người xung quanh, hoặc là bạn tạm thời nếu mà không phải liên quan đến chuyện đó thì bạn sẽ có khuynh hướng gọi là núp lùm, tức nghĩa là bạn đóng vai gọi là người là tiện người tối cổ đi ha. Bạn sẽ vẫn biết thông tin của những người xung quanh nhưng mà bạn không có muốn liên hệ, bạn block nick, bạn ẩn nick, bạn deactivate nick của các bạn, hoặc là bạn gọi là nói chung là bạn lánh đời đi, bởi vì bạn không có muốn tiếp xúc với người khác. Rồi về các mối quan hệ cá nhân thì đối với những bạn nào mà còn độc thân á, thì trong cái tháng này nhìn bài đó là biết không có người yêu, người đó không có yêu đương gì, với năm kiếm với hai kiếm ba kiếm là không có yêu đương, không có tâm trạng để yêu, cũng không có thời gian để yêu. Mình thấy rất là bận, mình không biết cái bận này từ đâu, nhưng mà đại là có thể bận từ công việc bên kia, hoặc cũng có thể là từ cuộc sống bên ngoài, cái quạt nó thổi đó chứ không có cái gì đâu nha quý vị. Tôi đang bắt một cái quạt số 3 sau lưng tôi á, thì nó thổi đùng 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 luôn. Chứ không phải là tôi piu 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 là nó bài đâu nha. There's no magical here. Kiểu giống như là there's no magic chứ hả? Quê rồi đó. Thôi chắc bắt quạt nhỏ lại. Rồi thì tới tới mối quan hệ cá nhân thì bài này thì cũng thấy gớm rồi, nên cũng không có gì để nói. Nói chung là bạn nào mà đang cảm giác tâm tính bất thường, không ổn định thì tốt nhất đừng cắn ai hết. Còn nếu mà bạn đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm thiệt, tức nghĩa là bạn đang đau lòng vì một cái mối quan hệ nào đó, bạn cảm giác bất lực, bạn cảm giác đau khổ, bạn cảm giác tuyệt vọng, bạn cảm giác mệt vì công việc, bạn cảm giác không quên được chuyện cũ, bạn cảm giác mọi thứ nó sẽ down mood, thì tốt nhất xấu kiếm, tức nghĩa là lượn đi chỗ khác, né tránh vấn đề này. Hoặc nếu bạn dám mạnh mẽ bằng đối diện với nó, bạn dùng temperance á, thì là hãy cắn răng chịu đựng đi. Hai kiếm cộng ba kiếm là năm kiếm, năm kiếm là né vấn đề, nhưng mà tới xấu kiếm là đối mặt với nó, thì bạn sẽ có cách để bạn giải quyết nó ha. Nghe hơi mâu thuẫn đúng không, mình nói xấu kiếm là né tránh vấn đề, nhưng mà giờ mình lại nói xấu kiếm là đối mặt với vấn đề. Sáu kiếm đó bạn với vấn đề bằng cách gì biết không? Bằng cách chạy á. Tức nghĩa là mình, ôi trời ơi, đây vấn đề này, chạy qua chỗ này. Ở đây có vấn đề này, chạy qua đây. Tức nghĩa là chạy qua trở lại, chạy qua trở lại. Rồi bây giờ đến cái phần gọi là những bạn nào có đôi có cặp, thì tình cảm của các bạn trong cái tháng này á, thì mình nghĩ cái điều mà các bạn nên làm đó là nên thành thật với nhau, nên thật lòng với nhau, nên nói với nhau những lời ít giao kiếm nhất, và tôn trọng nhau nhiều nhất ở cái góc độ là chúng ta muốn gì trong mối quan hệ này. Một bên là temperance, tức nghĩa là vẫn còn tình, nhưng mà kiểu giống như là vẫn còn thương, còn yêu, còn quan tâm. Nhưng mà một bên ba kiếm, tức nghĩa là có quá nhiều tổn thương, có quá nhiều vấn đề nhưng không có nói được. Và hai bên cái mối quan hệ này hai kiếm, tức nghĩa là hai người không có tìm ra được cái tương lai, hoặc là không thấy cái tương lai ở đây. Nhưng mà năng lượng chung là sáu kiếm, tức nghĩa là mối quan hệ này vẫn còn đi tiếp được, nó không có đi đến hồi kết, cũng như là không có một cái gọi là đau buồn ending, thành đau buồn ending á, tức nghĩa là một cái kết cục đau buồn á. Thành ra các bạn, mình cũng không biết cái gọi là cái ending mà giống như không phải là happy ending thì nó là một cái sad ending hả, nhưng mà đại loại nó là một cái gì đó, một cái kết cục á, chưa có đâu. Thành ra cứ an tâm, thành ra bạn vẫn còn cơ hội đi sửa ha. Và quan trọng ở đây đó là nên hiểu rõ cảm xúc của nhau và nên thành thật với nhau, rồi quyết định đi chung chơi chung hoặc là quyết định bao ba xì nhau thì là do các bạn ha. Thì bây giờ qua đến cái phần gọi là thời vận và sức khỏe. Thời vận và sức khỏe của các bạn trong cái tháng này, bạn có lá bảy kiếm, trời đất ơi, xuất sắc luôn. Bài xuất sắc luôn. Sáu gậy cũng được, còn vớt vát được chút. Kinh gậy là vua gậy với hermit. The Holy King là the hermit á. Thôi bài này thì quyết định là chúng ta hãy gọi là tâm bất biến giữa dàn đời, giữa dòng đời dạng biến đi ha. Tốt nhất đóng vai người hiền, ăn ở hiền lành và không làm bất cứ một cái động tĩnh nào mà gọi là khùng điên trong tháng này. Ok. Đối với bạn, thời vận trong tháng này của các bạn đó là chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Tốt nhất là hãy nên bình tĩnh, không tự giải quyết được thì nhờ người khác giải quyết, không nhờ người khác giải quyết được thì nhờ người khác giải quyết nữa. Hãy sử dụng cái đầu của các bạn. Còn nếu mà bạn nào đang cảm thấy giống như là muốn gọi là tụi này, nếu mà bạn nào đang có dự định gọi là nhờ các mối quan hệ mà để đi tìm việc á, thì cứ nhờ đi ha. Hoặc là nếu muốn định nhờ sự giúp đỡ từ ai đó thì cứ nhờ, nói trước là nó có cái giá. Còn về sức khỏe của các bạn thì mình thấy không có vấn đề. Có thể là một số bạn bị đau lưng, bị mỏi gối, bệnh người già. Tôi không có thuốc điều trị và ba đời tôi cũng không có biết về mấy cái vấn đề này. Thành ra nói chung là các bạn, nếu bạn nào đang cảm thấy vấn đề sức khỏe của các bạn đang có vấn đề, đến bác sĩ ngay lập tức, tại vì có The Hermit là bác sĩ á, hoặc là những cái người điều trị bệnh bằng phương pháp thuốc bắc, cái đó gọi là gì ta, mình quên tên rồi, nói chung nó là thuốc bắc, thuốc bằng cây cỏ,
và hãy đến những cái nơi uy tín nha, tại vì cái này là những cái bài thuốc gì không phải dân gian nhưng mà kiểu như là y học cổ truyền á, thì nó sẽ có tác dụng hơn với các bạn. Xin chào các bạn trần tụ số 3, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Bây giờ bạn biết mấy giờ không, là gần 10 giờ tối rồi đó. Nói chung là tôi cũng sắp hết xíu quách rồi, nhưng mà đừng lo, tôi sẽ chừa xíu quách lại để giải bài cho các bạn. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn subscribe cũng như là chia sẻ để giúp mình phát triển kênh nha. Kênh này nó bị flop đó mọi người. Thường nghiệp, một cái kênh đàng hoàng chỉnh chu mà lại bị flop. Ý mình nói là kênh đàng hoàng chỉnh chu so với kênh của mình thôi nha. Đó đó, kênh khu vườn nhỏ của anh đi đó. Bạn có lá năng lượng chung cho công việc trong tháng 7 của các bạn là lá 8 gậy. Ê, ba tụ rất là thú vị nha. Tụ 1 là 8 kiếm hay là 8 gì đó. Ừ đúng rồi, nó 8 kiếm. Tụ 2 nó 8 tiền. Bây giờ tới bạn là 8 gậy. Xuất sắc luôn. Ba tụ này lúc nào nó cũng có liên quan một cách gọi là đặc biệt với nhau, mà tôi cũng không hiểu vì sao nó lại được nha. Lúc nào cũng vậy hết. Bạn có lá kỵ sĩ cốc. Bạn có lá 2 gậy. Trời ơi. Nhìn bài mà thấy quá che đầu. Một cái màu xanh với một cái màu đỏ, nó chỏi nhau như là một cái đống sình lầy. 8 gậy với 2 gậy là 10 gậy. Tức nghĩa là công việc tháng này của các bạn là như một đống xà bần. Thì các bạn đừng lo, các bạn sẽ có cách giải quyết hết thôi. Nhưng mà mình cảm thấy á, cái tụ 3 này nè, trong cái tháng 7 này á, các bạn nên để ý nhiều đến cái suy nghĩ và cái cảm xúc của các bạn nhiều hơn. Giờ hỏi thiệt là muốn làm hay không, hay muốn nghỉ, muốn học hay muốn chơi, muốn đú hay là muốn đỡ. Tại vì mình thấy bài lên đây là không muốn làm gì hết. Mặc dù hỏi vậy thôi nhưng có câu trả lời rồi. Các bạn đang có khuynh hướng là muốn được được giống như mental breakdown á, kiểu giống như là thật ra mental breakdown tức nghĩa là người gọi là sang chấn tâm lý hoặc là suy sụp tinh thần á. Mình cảm thấy là trong cái đầu của các bạn đại loại là công việc là gì, hãy định nghĩa công việc là gì, làm nữa để ra làm chi. Nhưng mà thiệt ra các bạn không có muốn nghỉ việc, mà các bạn kiểu giống như là bây giờ thì mình nên làm gì tiếp theo, có nên làm cái này không ta, mình còn cái này, nên thành ra là thôi mình sẽ làm cái này tại vì cái này nó nhẹ nhất, nhưng mà vẫn còn cái kia nữa, nên thành ra mình cũng không nên làm cái này mà mình phải làm cái kia. Xong cái nghĩ tới nghĩ lui xong cái cũng chưa làm cái gì hết đó. Nhưng mà bài nó lên kiểu giống như là cuối tháng rồi, bây giờ có làm hay không thì cũng phải làm thôi. Thì nhưng mà mình cũng cảm giác là cái năng lượng của các bạn nó vẫn rất là ì ạch mấy bạn ơi. Mình cảm giác kiểu giống như là nói vậy thôi chứ làm thì cũng không làm đâu. Trong cái tháng 7 này á, mình cảm giác là có thể một người nào đó sẽ liên hệ hoặc là tìm đến các bạn bởi vì có một cái mục đích, hoặc là họ có thể nhờ bạn hoặc là có thể liên hệ bạn để thỏa thuận hoặc là đưa ra một cái yêu cầu hoặc là đề xuất cho bạn một cái gì đó ở đây. Và cái đề xuất này nó mang tính gọi là tốt cho bạn chứ không có xấu đâu. Tại vì thật ra 8 gậy nói chung á, là được sự đỡ đần, được sự giúp đỡ, được sự hỗ trợ đã dạy nai cóc mà đi chung với The Hybrid Test nữa. Tức nghĩa là bản thân của các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm, nhưng mà đòi hỏi bạn phải có một cái sự nâng cấp, một cái sự phát triển hơn về level của nhận thức, của trình độ, của học vấn cũng như là kinh nghiệm hoặc là nghiệp vụ. Trong tháng này nếu mà bạn nào đang có cảm thấy gọi là bị over giống như nãy mình nói á, thì các bạn hãy cố gắng giải quyết công việc của các bạn những cái nào cần nhất hoặc là sớm nhất có thể. Mình thấy là một số bạn thì có vẻ giống như là nếu mà bạn nào đang có ý định học lên cao nữa hoặc là chuyển ngành chuyển nghề thì nên cân nhắc kỹ giùm mình. Ở đây không phải là cân nhắc kỹ là có vấn đề, mà là hãy cân nhắc kỹ bởi vì bạn có nhiều sự lựa chọn, hoặc là bạn đang cân sự lựa chọn này với sự lựa chọn khác. Những sự lựa chọn này đều ngang giá với nhau, nhưng mà kiểu giống như là quan trọng là cái nào bạn đi đường dài, cái nào là cái cần cho bạn và cái nào sẽ giúp bạn trong tương lai. Chứ bài lên thì cái nào mình thấy cũng được bởi vì bạn là người có năng lực, nhưng mà cái vấn đề là nằm ở chỗ bạn ha. Đối với bạn nào mà đi xin việc, tìm việc, đổi việc hoặc là có nhu cầu tìm việc mới, thì bài này lên đó là sẽ rất là bấp bênh. Có thể bạn sẽ tìm được công việc, nhưng mà công việc ở chỗ mới thì nó sẽ hơi, bạn sẽ gặp người hơi chướng khí một chút xíu, nhưng mà công việc ở chỗ mới thì nó cũng không có tệ lắm. Nhưng mà nói chung thì ở bên ngoài, nói chung là chui vô chăn mới biết chăn có rận. Đó là cái câu thích hợp cho những bạn nào chọn tụ 3 mà có ý định đổi việc. Có khả năng bạn sẽ đi tìm một công việc khác nữa, tức nghĩa là cái chỗ đầu tiên bạn sẽ không làm, nhưng mà bạn nhận vô cái chỗ thứ hai thì ok. Bây giờ mình sẽ qua tới tình cảm và các mối quan hệ cá nhân ha. Bạn có lá
The Sun cuối cùng cũng có cái gì đó để sủa, tức như là nó sáng đó mà. À, bạn có lá sáu cốc nè, bạn có lá kim hoa nè, bạn có lá hai cốc nè. Tụ này cũng có năng lượng cũng thú vị nè. À, tình cảm và các mối quan hệ cá nhân, tình cảm và các mối quan hệ cá nhân của tuổi số 3 này thì ok, đẹp. Nói chung là cứ tự tin, mạnh dạn, gọi là đú đi mấy bạn. Nếu mà bạn nào mà đang cảm thấy mình trong tháng này có khả năng có bồ á, thì có thể tin vô trực giác của mấy bạn, có thể là các bạn sẽ có bồ trong thời gian tới. Nếu không thì bạn sẽ có nghe được tin mừng, tin vui, tiệc thôi nôi, đám giỗ, đám cưới, nói chung những cái tiệc nào liên quan tới chữ vui thì sẽ có một cái thiệp hoặc là một cái phong thư, có thể là tiệc của bạn hoặc có thể là tiệc của người ta. Nói chung là sẽ có tiệc nào đó diễn ra ở đây, không phải một mà là hai hoặc là ba đối với một số bạn. Nói chung là ok, là vui đó. Có thể bạn sẽ gặp lại một người nào đó cũ, hoặc là cũng có thể là bạn sẽ có một cái sự kết nối nào đó lại với ai. Người này thì mình nói trước là họ lớn hơn bạn, hoặc là họ có một cái vai vế, hoặc là có một cái sự trưởng thành hơn, hoặc là giữa bạn với họ có một cái kết nối đặc biệt nào đó. Nói chung người này có thể là ba, có thể là anh, có thể là chú, là cậu, là một cái người nam, hoặc là một người tính nam nếu họ là phụ nữ. Người này thì mình thấy giỏi, hoặc là họ là một cái người rất là sáng. Nói chung trong tháng này sẽ có một cái kết nối tốt, nhưng mà mình cũng không biết kết nối nó sẽ đi đâu về đâu luôn nha. Mình cũng không chắc đây là tình yêu đâu. Nói chung bạn sẽ gặp một ai đó trong tháng này, hai người. Rồi gì nữa ta? Này nói thêm thôi ha. Bạn nào mà đang sợ mập thì có khả năng bạn sẽ mập rất là cao. Tự nhiên thấy thôi. Về tình cảm thì đối với những bạn nào còn độc thân vừa vui tánh thì các bạn đang có khuynh hướng là muốn bớt độc thân và cũng bớt vui tánh lại. Mình thấy là trong cái tháng này cái tánh của bạn nó hơi kỳ, tức nghĩa là lúc vui lúc buồn, lúc buồn lúc vui, lúc người cần vui thì không vui mà lúc cần buồn thì không buồn. Nói chung mình cảm giác cái tánh nó lên xuống, cái mood nó rất là khùng khùng điên điên đó. Nhưng mà mình thấy nó vui nhưng mà nó cũng tẩn. Bạn nào mà kiểu giống như là đang cảm giác là thích một ai đó, để ý một ai đó, thì mình nói thẳng là người này vẫn còn nghĩ về bạn, nhưng mà mình không thấy có động tĩnh. Tức nghĩa là cái mối quan hệ này mình không thấy có tiến triển, mình cũng không thấy có thụt lùi. Mình cảm giác là King One với The Sun, tức nghĩa là cần phải có hành động, cần phải có những cái nói chung nó là những cái gì đó nó minh chứng, nó rõ ràng. Đừng có kiểu giống như là úp úp mở mở. Tại thật ra trong cái lá chín góc này kiểu giống như là nâng ly, nhưng mà không có ai cũng ly lại hết. Thành ra tức nghĩa là đừng có chơi một mình, nó hiểu không? Tức nghĩa là nếu có thích ai, có quan tâm ai đó, có để tâm tới ai đó thì làm ơn thể hiện ra, nói ra, hoặc là bày tỏ, hoặc là quăng thính. À không, quăng thính ở đây không xi nhê đâu, phải chọi nó ra luôn á, chọi vô đầu nó đó thì mới được. Tại vì mình cảm giác ở đây không thể không hành động, tại vì có King One. Còn nếu mà bạn nào gọi là đã gọi là có người, hoặc là có đối tượng, hoặc là có một mối quan hệ xác định rồi á, thì bài này lên nó làm mối quan hệ của hai bạn nói chung là đẹp, đẹp lắm, đẹp một cách mỹ mãn luôn. Bài nó vàng khè luôn á, nó vàng giống như bài của bạn, giống như là một cái khía cạnh xanh lè sau một cái khía cạnh vàng khè. Để họ coi còn ba lá chót coi nó có đen thui hay là nó trắng bạch nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái kia nó sẽ xanh lá đó, tại bộ bài đó mà xanh lá. Thì mình nghĩ là trong các mối quan hệ của các bạn á, nó sẽ hai bạn thì mình thấy khá là ok, nhưng mà sáu cốc với chín cốc là nó đẹp rồi. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đó là cái mối quan hệ này á, nên có một cái không có nên gì hết trơn. Bài này nó đẹp sẵn, không có nên hết vậy. Nói chung thì cứ enjoy đi, cứ tận hưởng cái cuộc đời tươi đẹp này của mấy người đi, tôi không có gì để tôi giải. Nói chung là đừng có vui quá mất vui thôi, đừng có ép đặt người ta làm theo cái mình muốn là được. Miễn sao là cứ gọi là hào phóng, hào sảng, yêu đương một cách thuần túy, rồi đối xử tốt với nhau là được. Còn nếu mà bạn nào đang có ý định bay cao bay xa, tức nghĩa là cưới hỏi, tính chuyện xa vời, thì có khả năng hai bạn sẽ có những cái cuộc tính gọi là xa vời hơn với nhau vậy ha. Rồi bây giờ tới phần thời vận và sức khỏe. Thời vận và sức khỏe của mấy bạn chọn tuổi số 3 thì các bạn có lá Three of Wands. Bạn có Five of Swords không ta? Có Five of Wands, năm gậy. Bạn có Ace of Pentacles, có quà mấy đứa ơi. Còn không là có nợ. Nói chơi chứ có quà đó. Và bạn có bốn kiếm, đúng rồi, tuần này nó lười, nó giả mang thì chứ luôn á, bài lên một đống lười luôn á, nhớ không luôn. Nè xanh lè nè, cho ta nói rõ ràng luôn nè, xanh lè hồi nãy mới nói luôn, bao chuẩn. Thời vận và sức khỏe của mấy bạn chọn tuổi 3. Thời vận đi ha, thời vận có định đi về quê không, đi về nhà
đi chỗ nào xanh xanh mướt mướt giống như là Đà Lạt, Lâm Đồng, Sa Pa, những cái chỗ nào có rừng rú thì có chung có khả năng bạn sẽ đi đâu để bạn nghỉ ngơi, hoặc là bạn trốn tránh vấn đề, hoặc là bạn núp bóng ở đâu đó một cái chỗ rất là mát, cái chỗ bạn thường lui tới, cái chỗ bạn thường hay đi đi về về. Nói chung mình thấy bạn sẽ có một khoảng thời gian riêng để dành cho bản thân, hoặc là bạn núp ở trong nhà, hoặc là bạn núp ở trong cái lùm nào đó mình cũng không biết, nhưng mà nói chung bạn sẽ có một khoảng thời gian được gọi là enjoy your time, tức nghĩa là tận hưởng không gian riêng hoặc là thời gian riêng của mấy bạn. Bạn nào đang có ý định gọi là rèn luyện sức khỏe, học lên, học thêm, thử sức mình trong một cái lĩnh vực nào đó thì cũng có thể thử. Nói trước thì cũng không biết là bạn sẽ kéo dài được bao lâu, tại mình nói thẳng mấy bạn lười lắm. Còn cái cuối nữa đó là về thời vận á, thì mình thấy là có tiền, còn nếu không là sẽ có quà, còn nếu không nữa thì bạn sẽ nhận được một cái tin tức bất ngờ nào đó từ một ai đó. Nói chung là bạn sẽ có một cái bất ngờ. Nó không hẳn là về vật chất, nhưng mà nó chắc chắn là về tinh thần. Tại vì, nhưng mà cũng không phải trên tinh thần đó. Nói chung nó là một cái điều mà bạn cảm giác khá là bất ngờ. Và bởi vì nó bất ngờ nên mình sẽ không nói cho các bạn biết cái bất ngờ đó là gì. Tại nó thì tôi cũng đâu có biết, làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết có một cái bất ngờ đang chờ các bạn trong thời gian tới. Và bất ngờ này là bất ngờ tốt, không phải bất ngờ xấu. Thành ra don't worry, don't worry, don't worry, ok. Còn gì nữa không ta? Sức khỏe. Sức khỏe hả? Ê, tụi này siêng ghê bay. Kiểu giống như là những cái thứ mà lúc người ta lười thì nó sẽ siêng, lúc người ta siêng thì nó sẽ lười á. Giống như là nó có thể ngồi nó giặt cái áo một tiếng đồng hồ, xong rồi nó nằm nó thở. Nó nằm nó thở 4 tiếng. Nói chung là bạn sẽ làm một cái gì đó trong thời gian này. Sức khỏe thì mình nghĩ là bạn có vấn đề về thần kinh, không, nhầm bậy. Bạn có vấn đề về dây thần kinh, bạn có vấn đề về xương, không phải xương nhưng mà nó là cơ khớp đó bạn. Khớp với cơ, dây thần kinh, dây chằng, hoặc là bị giãn mạch máu, hoặc là những cái vấn đề như là tê tay, tê chân, rối loạn tiền đình, rối loạn, nói chung những cái thứ mà liên quan tới dây nhợ á. Mình không biết bao nhiêu thứ gọi là liên quan đến dây nhợ, nhưng mà những cái thứ liên quan tới dây nhợ nào đó trong người á, nên kiểm tra giùm mình ha.